Chào các bạn nha. Nay giới thiệu với các bạn hệ điện mặt trời của nhà mình. Hệ này bên này thì có 3 tấm, 2 tấm 360W và 1 tấm 400W, nó rơi vào 1 ký. Còn ở bên kia của mình thì 6 tấm 540W. Thì chút nữa mình sẽ sang bên kia quay 6 tấm cho các bạn xem nhé. Ở bên này thì có 3 tấm này lành nguyên mua mới. Đó, thì nó rơi vào 1 ký. 3 tấm này thì nối vào con sạc của Mạnh Quân. Trước thì mình cũng dùng pin đất đấy, mà cũng bán hết rồi, giữ lại mấy tấm này thôi. Lấy thêm 6 tấm 540W. Đó, mày nên tiện vệ sinh thì quay cho các bạn xem nha. Bên này là 6 tấm 540W. Đó. Nhà mình ở ria đường, bụi lắm. Mày lên tranh thủ vệ sinh quay cho các bạn xem nha. Đó, sau tấm này thì nối tiếp vào con Inverter 6K6. Con đấy của mình thì chịu được điện áp hở mạch là 500V. Đó, và mỗi tấm này hở mạch mới có 50V thôi, 560 mới có 300V, thoải mái, vẫn lắp thêm được. Thì đây là ở bên dưới nhé các bạn nhé. Bên dưới nhà mình là gồm con inverter, con Max Sky Blue, con cao cấp nhất của nó là 6K6, chịu được 7 ký pin mặt trời. Đó. Hiện tại bây giờ là 9:18 thì 3 ký pin bên kia là đang được 1K2 này. Kỳ 3 chung mà nó cũng đó, tăng giảm nhá. Còn 1 ký pin thì 400W. Mình thì đang dùng 2 khối pin sắt. Khối này thì là 120W, có lắp thêm mạch cân bằng chủ động 5A này. Ở dưới này là một khối 50A cũ thôi, thì nấu song song với nhau thì vẫn test xả tải đủ hơn 7 ký mới ngắt. Bây giờ là mùa xuân thì công suất có những lúc mà ghi nhận được công suất cao nhất của mình ấy, thì với tổng 4 ký pin này thì nó rơi vào được hơn 3 ký. Như vậy chắc là cũng đạt đấy. Nó học cách là chịu đựng gian khổ của họ. Chính vì vậy nó sẽ đưa ra những chiến lược hoạch định kinh tế, thất nghiệp cho sau này. Cô có biết không, cách biến với những bạn đi mổ giám đốc nói là không bao giờ được tái. Anh là cái số đại anh đấy. Anh đi sáu bạn nói như thế là 6 tuần đâu rồi. Nhưng chẳng qua hiện nay ta đang tiếp tục đang marketing, bởi vì khách hàng là con dế. À, khách hàng là thừa kế. Chính vì vậy mà cháu không thể nói lặng lời cho cô, nhưng cháu chỉ muốn nói một chút với cô. Cứ tải 3,5 ký. Đây là tủ điện của nó này. HPV này, chống xét HPV này. Nguồn
Cái nguồn này là nguồn ASEAN này. Cái này là đảo. Đấy, cái mình muốn tối giản cho nên là nó chỗ này nó hẹp quá. Lắp con ATS vào thì nó bằng 3 cái cụm này. Thế là mình chỉ dùng một con cầu dao đảo thôi. Đây là cầu dao của nguồn DC từ pin lên đấy. Công tơ này. Thì cũng dùng trước đây cũng dùng từ hệ nhỏ mà lên. Chỗ này trước đây là để toàn ắc quy rơi vào hầm tạ. Nặng quá mà không hiệu quả nên là chuyển qua pin luôn. Đó. Cái bảng điện cũng nhiều lỗ này. Đó. Đó, tầm này nắng miền Bắc thì chỉ được này thôi. Đó. Ok. Chào các bạn nha. Có thắc mắc gì các bạn để lại comment cho mình nha.